biết cái chỗ mình làm mấy chủ nó ngu dữ không biết nữa. Nhưng mà thực ra thì họ cũng không ngu lắm đâu, tại vì mình không biết họ khôn chỗ nào thôi. Chứ ngu thì cũng không làm được chủ to vậy đâu. Cho nên thay vì mình nghĩ ta ngu thì mình phải xem thử là không biết là họ khôn được chỗ nào mà mình không nhìn không ra. Tại sao mình giỏi gì mà không bổ nhiệm, mà bổ nhiệm mấy cái thằng đầu đất, mà mấy thằng đó hồi xưa mình đào tạo nó không có chứ, trời ơi. Mà không bổ nhiệm mình thì bổ nhiệm đệ tử mình mới đâu. Mà dính vậy cho nên bổ nhiệm đệ tử mình, cho nên khi mình đi mình phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Không có ông thì như thế nào đây. Trình độ không bằng thái độ, nhưng ai không ai xem thường trình độ hết. Trình độ là quan trọng, nhưng trình độ không bằng thái độ. Chứ đừng bỏ khúc đầu nha. Người ta hay nói khúc sau là trình độ không bằng thái độ, nhưng họ bỏ khúc đầu là trình độ là rất quan trọng. Không có trình độ không làm được gì hết.